Mà anh chị em có biết là giáo hội không cho phép thụ tinh trong ống nghiệm không? Có người không biết đó. Có người còn tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay khoa học kỹ thuật phát triển làm cho người ta, những người mẹ hiếm muộn rất là muốn có con, bây giờ có thể có con. Cho hồi xưa thì đau khổ quá, những người không thể có con. Chắc đại đa số anh chị em cũng biết rằng giáo hội không cho phép thụ tinh trong ống nghiệm, phải không? Nhưng mà một số trong anh chị em cũng cảm thấy thắc mắc và có người nổi loạn. Tại sao không cho phép? Người ta làm cha làm mẹ một khát vọng chính đáng, tại sao lại không cho phép người ta làm? Và cũng đại đa số cũng không biết tại sao luôn. Tức là thụ tinh nhân tạo là không được phép mà vẫn làm, tức là có tội. Tại sao không cho phép những người hiếm muộn thụ tinh nhân tạo để có con của mình? Rồi chị còn lập luận. Và với cái lập luận này tôi thấy là chị ủng hộ cho cái việc cho phép. Đó là nếu không có con của mình thì họ bị cám dỗ đi ra ngoài để kiếm một đứa con khác. Đó là trường hợp mình không có bị vô sinh mà người bạn đời bị vô sinh. Có nhiều người vẫn nghĩ, vẫn tưởng rằng như vậy. Bởi vì khi đi khám, không đi khám thì không biết ai vô sinh. Nhưng mà ai cũng nghĩ rằng người kia chứ không phải mình. Và thế là đi ra ngoài. Cái đó là một cám dỗ cực kỳ lớn. Đi ra ngoài để xem coi thật sự mình có bị hiếm muộn không. Và khi đi ra ngoài rồi thì nó đã mang hậu quả rồi thì tan nát thôi. Cho nên cái cám dỗ đó là một cám dỗ mạnh. Và chị nói vì vậy mà đó cũng là tội. Vì vậy mà nên nhận cái tội nào, cái tội nào nó nhẹ hơn, phải không? Nhưng mà tội nào cũng là tội. Nhưng mà ở đây tôi muốn trả lời điều này. Tội thứ nhất nặng hơn tội thứ hai. Tội thứ nhất nặng hơn tội thứ hai, chứ không phải tội thứ nhất là nhẹ. Đó không phải là tội nhẹ, mà nó là tội nặng. Mà còn nặng hơn cái tội thứ hai là tội ngoại tình nha. Tại sao? Anh chị em biết tại sao không? Bởi vì khi thụ tinh thành phôi để rồi mang thai và sinh con thì không phải cứ mỗi một lần thụ tinh là một trứng, một tinh trùng thành phôi, mà cả chùm. Mà khi mang thai thì chỉ có một phôi thôi, hay là cùng lắm hai phôi thôi, để mà song thai. Còn lại thì những cái phôi kia làm gì? Quăng thùng rác. Phôi là gì? Phôi đã là sự sống con người. Cho dù người ta vẫn nói phôi chưa chắc đã trở thành một nhân vị, nhưng đó đã là con người. Nghĩa là cái tiềm thể mà tạo hóa đã đặt ra trong cái quy luật giữa một người nam và một người nữ khi trao thân yêu thương để tạo ra cái hoa trái là sự sống một con người mới. Đó là một tiềm thể không có ở đâu có, mà ta phải loại trừ đi. Đó có phải là điều răn thứ 5 không? Phạm điều răn thứ 5 không? Nghĩa là diệt trừ sự sống con người, tức là tội giết người. Cho dẫu ta không giết một con người đầy đủ đầu, tay, chân, mặt, mũi, hình hài, nhưng ta giết một con người tiềm thể. Một con người tiềm thể vẫn là một sự sống con người, mà sự sống con người nằm chỉ ở trong bàn tay của chủ thể sự sống duy nhất là Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa là đấng duy nhất tác sinh ra sự sống. Ngài có cái tự do của Ngài. Ngài ban cho người cha người mẹ này, con này, đứa con kia là do Ngài. Cho nên ta mới nói con cái là hồng ân của Thiên Chúa, chứ không phải là ta muốn là đương nhiên có. Ta làm bằng mọi giá để có được đứa con là ta tiếm quyền Thiên Chúa. Cái thứ hai là đối xử với sự sống con người ấy như một sản phẩm, một đồ vật. Nghĩa là ta sản xuất ra một con người, giống như ta sản xuất ra một sản phẩm đồ vật vô hồn, vô ngã vị. Mà con người không như vậy, dẫu là em bé, dẫu là một tiềm thể sự sống con người, thì đó là một nhân vĩ. Thế cho nên chạm tới điều răn thứ 5 đấy. Cho nên tôi mới nói là phạm cái điều này nó còn trọng hơn phạm cái điều kia. Nhưng mà vì ta không thấy bằng mắt thường, ta cứ nghĩ là ta chỉ hút cái giọt máu, nó giống như giọt máu ta bị thương ở trên da. Hai cái giọt máu này khác nhau, một trời một vực. Cái giọt máu kia là một con người, nó là tiềm thể một con người mà tạo hóa đã đặt định trong cái quy luật của Ngài, trong cái sự kết hợp nam nữ trong tình yêu. Còn cái giọt máu ở trên ta vết thương, nó là giọt máu vô tính, khác nhau lắm. Chứ đừng có nói là tôi chỉ đi hút một cục máu, mà là tôi đang giết một con người. Đó là điều răn thứ 5, và là lý do chính yếu tại sao Hội Thánh không cho phép làm việc thụ tinh nhân tạo. Ngoài lý do đó ra còn có lý do phạm sự thánh, nghĩa là đối xử với sự sống thánh thiên như một sản phẩm. Đối xử với em bé, dẫu là em bé nó vẫn là một con người, nó là hoa trái của Chúa ban cho. Mà em bé đó là thằng X hay con Y là do Chúa định, cha mẹ không có định được. Cùng lắm cha mẹ định nó là đứa con trai hay đứa con gái thôi, nhưng mà thằng X hay con Y thì là Chúa định. Cho nên cha mẹ không phải là Thiên Chúa tạo sinh ra sự sống mới, nhưng cha mẹ cộng tác vào Thiên Chúa để tạo ra sự sống mới. Thiên Chúa mới là đấng tác sinh sự sống mới, và cái đó là tự do của Ngài ban cho cha mẹ. Cho nên con cái là hồng ân Chúa ban. Ta không tiếm quyền Thiên Chúa để mà giật lấy sự sống ấy bằng mọi giá theo ý phàm nhân hữu hạn của ta. Anh chị em có hiểu lý do tại sao giáo hội không cho phép thụ tinh nhân tạo là gì chứ? Là như thế đấy.